Mình là Vương Văn Trung mà mình đến từ Hà Nội 2. Lý do mình muốn đến chương trình Cô Đầu Bếp, thật sự thì đây là một cái chương trình mà mình cảm thấy rất là thú vị và đam mê ẩm thực của mình cũng rất là nhiều. Xin chào ban giám khảo, tôi là Vương Văn Trung và hôm nay tôi mang đến chương trình Vua Đầu Bếp một món ăn rất đối là Việt Nam, đó là món cá sốt mỹ vị. Cá sốt? Sốt mỹ vị. Vị đẹp. Anh có 5 phút để bắt đầu chuẩn bị thức ăn của mình. Đến với cuộc thi hôm nay thì mình mang món cá. Thôi mình nghĩ món cá hiện tại thời điểm này nó rất là tốt, rất nhiều dinh dưỡng. Em làm như thế nào? Cá thì em sau khi mà đánh vẩy sạch sẽ, em thấm khô sau đó thì em lọc phi lê, mà em cũng sau khi phi lê em cũng không rửa mà em vẫn tiếp tục thấm khô. Đấy là một cái theo mình nghĩ nó là cái kinh nghiệm, nếu như mình rửa qua nước thì nó sẽ bị tanh. Cái bột trước thì em có bột mì, bột lăng, bột lê ông, một chút bột bắp. Ở ngoài thì em mua bột chiên xù, em bao và em sốt. Cái sốt của em thì nó bao gồm là có tỏi, hành, gốc mùi, ớt. Và đặc biệt là cái dậy mùi thơm của cái sốt của em đó là cái me khô. Đó, hãy nói em làm nghề gì? Dạ, em thì làm nghề tự do. Bình thường thì em ở nhà thì hay có một cái xưởng cùng với anh trai, rồi, em hàn rồi tiện rồi thì làm các máy mía, máy ép mía. Mà những lúc mà thời điểm khó khăn mà không có việc thì em đi cắt tóc cũng được. Wow. Bạn đã từng nấu ăn cho nhiều người chưa? Đôi khi em cũng đi nấu cỗ ở quê đám cưới. Em cũng có thể làm một số món đơn giản. Với nhiều nghề, nhiều công việc ngắn hạn bạn làm trong thời gian vừa qua thì dự định tương lai của bạn cái nghề nào sẽ là nghề chính? Tại vì các cụ có câu là nhất nghệ tinh và nhất thân vinh. Thì một người trẻ như bạn chắc là phải có hoài bão, bạn có thể cho chia sẻ được không? Nếu như mà được vào thi Vua Đầu Bếp mà mình có một cái danh hiệu nó để tới tầm có thể mọi người công nhận là mình có thể đi làm bếp thì chắc chắn là em sẽ đi làm bếp. Xay sốt, xay trước. Flour, lion, flour. Wow, cay quá hả? Wet room flour. Người hóa đơn xong rồi, ba cặp đôi. Lý do tại sao sử dụng lúc 5 loại bột? Em bột mì, tại sao sử dụng bột mì? Bột mì thì thường là để nó cho nó bám. Tại sao sử dụng bột năng? Bột năng và bột bắp khác gì nhau? Thì em cũng là theo cái suy nghĩ của mình, còn cái bột lê ông thì nó thơm ạ. Bột mì cho nó làm gì? Em nghĩ là nó sẽ bám tốt hơn. Sẽ bám. Bột năng bột bắp không biết làm gì. Em nghĩ thì nó sẽ liên kết giữa cái bột mì bột năng, nó tạo ra một cái hương vị, một cái bột loại bột gì đấy mới. Loại bột gì đấy mới. Ok. Thế xong rồi bột xù thì để làm gì? Bột xù thì em nghĩ là nó sẽ bám tốt hơn. Em nghĩ là như thế. Theo anh là 1-2 thứ bột là đủ rồi. Dạ. Anh để 5 thứ bột là không có lý do, đâu có ngon đâu. Ban giám khảo nhận xét về cái bao bột của mình hơi dày và tăng thanh ngà của nó là hơi cay nữa. Hôm nay thì mình cũng cảm thấy là mình khi mình vào bột có thể là cuộc thi này khiến mình hơi có chút bối rối. Theo Lức là nhiều bột quá, bột dày quá, không có thấy cá tươi thì em cũng không đồng ý, xin lỗi. Hai cũng không đồng ý. Rất tiếc, món ăn của bạn không ngon, tôi không đồng ý. Xin ban giám khảo cho em một cơ hội. Em còn những cái món khác đằng sau. Quyết định của chúng tôi là dựa trên tính chất và chất lượng của món ăn. Xin cơ hội thì các bạn đã được chuẩn bị từ khi các bạn đăng ký thi. Tôi nghĩ rằng là bạn cứ tiếp tục nuôi cái đam mê của mình
cho mùa sau. Rất cảm ơn bạn. Chúc bạn luôn luôn giữ cái đam mê của mình. Cảm ơn anh. Chào bạn. Cảm ơn. Sau khi biết được kết quả thì mình cảm thấy rất là buồn và rất là thất vọng về bản thân. Nếu có dịp sau mình sẽ rất là cố gắng và sẽ hết sức nỗ lực. Cano, bí quyết ngon khỏe tiếp lửa đam mê.